quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rầm rộ kế hoạch đón Hoa hậu Thùy Tiên về nước, 300 Hoa hậu chơi lớn khiến cộng đồng mạng háo hức. Sau khi ghi dấu ấn tại Thái Lan, vừa qua 59 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, Thùy Tiên đã giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Grand. Sau hơn một tháng ở lại Thái Lan kể từ khi đăng quang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên ấn định ngày về nước. Tân Hoa hậu Miss Grand International 2021 cho biết cô sẽ đáp chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 6 tháng 1. Do từ nước ngoài trở về giữa mùa dịch Covid-19, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ cách ly tại nhà 3 ngày trước khi trở lại với các hoạt động. Mới đây, trên kênh TikTok của bà trùm Hoa hậu Kim Dung đã tiết lộ kế hoạch đón người đẹp 24 tuổi về nước. Cụ thể, trong video, Chủ tịch Miss Grand Việt Nam cùng ông xã đạo diễn Hoàng Nhật Nam hài hước chia sẻ với ekip của Thùy Tiên đang ở Thái Lan. Bây giờ mình cần phải chuẩn bị, ngày đi đón thì mình cần gì? Bộ tóc thì Dung đánh bồng lên, phiên bản y hệt Tiên cho chị, đem một cặp mi dài khoảng chừng này, mắt đeo lên màu đỏ. Ngoài ra, hai vợ chồng nhà bà Trùm còn gửi lời cảm ơn đến ekip đã giúp các hoa hậu tự tin trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, nhưng vẫn không quên hài hước bông đùa. Hai đứa không được ngủ tối nay nghe chưa, nhắn nhủ training cho chị Dung, cho chị bớt chú nhé. Ngay dưới clip, rất nhiều khán giả hào hứng cho công tác chuẩn bị đón hoa hậu Thùy Tiên về nước. Bữa đó, chị Dung mặc cái đầm quét sạch sân bay này cho con. Làm quả đầu hình bông trứng muối trước tiên đi. Dì cho Tiên diễu hành bằng kinh khí cầu mới vừa. Hóng quá dì Dung ơi. Nghi vấn dì Dung đi giật spotlight của tân Miss Grand International ngày trở về. Đẩy truyền thông mạnh lên mọi người ơi, Tiên sắp về nước rồi. Mong ngày mai Tiên về quá, hóng hóng hóng. Dì Dung cho chị Tiên đi diễu hành một vòng Sài Gòn thật hoành tráng nha dì. Homecoming của Hoa hậu hoành tráng như bên Philippines nha dì. Tiên sắp về rồi, hóng quá. Nhiều khán giả cho biết, Việt Nam có một đại diện giành được ngôi vị cao như thế này tại một cuộc thi sắc đẹp mang tầm vóc quốc tế. Thùy Tiên đã giúp khẳng định được vị thế của Việt Nam, chứng minh phụ nữ Việt chẳng hề thua kém về nhan sắc cũng như tài trí bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Vì vậy, nghi lễ chào mừng Thùy Tiên về nước cũng cần tổ chức thật trang trọng cho xứng tầm. Đây cũng là phong tục thường thấy ở các quốc gia trên thế giới khi có một đại diện mang về niềm vinh quang cho đất nước. Vì vậy, hầu hết mọi người đều tổ chức buổi lễ chào mừng cực kỳ hoành tráng. Không nói đâu xa, hãy nhìn nước láng giềng Việt Nam là Philippines. Sau 42 năm, đất nước Philippines mới có người đăng quang tại Miss Universe. Do vậy, người dân đất nước này đã tổ chức buổi lễ long trọng chưa từng có để chào mừng tân hoa hậu. Hàng nghìn người dân đã đổ xuống đường chào đón như một ngày lễ lớn đặc biệt trong năm. Có lẽ chính vì thế, những khán giả của Việt Nam cũng có cơ sở hy vọng vào buổi chào đón tân Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.